bổng cho hết bên master mà bên master bổng là của bên gia trưởng quân chức anh có rồi thì anh rành rồi dạ rành mấy mấy cái chỉnh này thì rành rồi cái nồi được có đánh mở chứ ông đừng có mua mấy cái gì cho ba ngày xưa mà nó đầm lắm, nó hay là ở chỗ là nó lên nhiều màu, nó làm thì sâu phải như là mà lòng người thường hay thay đổi. Đời tình còn những gì ước mơ là chỉ một lần buồn chưa vội qua. Ở nhà tôi thằng con tôi á, mỗi lần mà nó hát karaoke á, tôi mến đêm trăng nhạt, mong ngày hiền hòa bên nhau. Anh chơi thoải mái luôn mà nó hay, còn anh mua không đúng nè, anh chơi nó rất là dở, dù nó có lớn thì nó cũng dở. Ok, mấy hàng này bà làm được test hết rồi, đam mê bán anh, là anh có micro đó, anh thử cái echo nó thử echo con này. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Anh lên đây là đời đã xác định còn những gì ước mơ làm chi một lần. Nó nhẹ lắm này, đi đây là nhanh chậm nè. Ê cô cậu ơi, chỉnh mấy cái này thì tôi gần lắm. Quan trọng là nó nhẹ, nó hay và nó bền. Đó là như vậy. Khi sử dụng xong, tốt nhất là tôi dặn từ bài sơ tôn đó. Để nó khi bỏ đoạn, còn lấy mất linh kiện loa rồi đi rồi micro luôn. Sẵn cái bài. Vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.